chân trọng kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5 qua sự trình bày của Hương Thơ và Đức Vượng thưa quý vị hôm nay là thứ năm 28 tháng 3 năm 2024 à, đối với những người theo đạo Thiên Chúa thì tuần lễ này là tuần thánh và hôm nay là thứ năm thì được được gọi là uh, thứ năm của lễ rửa chân và ý nghĩa của uh, ngày lễ rửa chân thì uh, cũng hay lắm cho Hương Thơ ha vâng dạ. ừ, à, thì có lẽ là Hương Thơ nếu nhớ không lầm là mình phải thương yêu nhau phải không ạ Đúng mình rồi, trên dạ. nhau có thể mình tha thứ những cái ừ lỗi lầm chỗ nhau và là ừ. mang tình thương lan tỏa khắp yeah. nơi. Với là hình ảnh em. của mà Chúa Giêsu mà rửa chân cho 12 vị tông đồ đó, thì ngoài cái chuyện mà kêu gọi anh em yêu thương yêu nhau và cũng có bày tỏ cái lo cái sự mà khiêm tốn của ừ. của một Đức vị à, giống như một à, gọi là người đứng đầu trong hội thánh mà vẫn cúi xuống để rửa chân cho mọi người cũng hay hơn đó Dạ. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin thế giới bắt đầu với Đức Vượng. Phần tin thế giới hôm nay là tin đến từ Châu Âu. Bulgaria bị lún sâu vào cuộc khủng hoảng chính trị, có nguy cơ phải tổ chức một cuộc bầu cử sớm. Đất nước Bulgaria đang đứng trước nguy cơ bị lún sâu hơn vào cuộc khủng hoảng chính trị sau khi khối mang tên Chúng tôi tiếp tục thay đổi liên minh dân chủ Bulgaria trong liên minh cầm quyền thông báo là họ không thể đạt được sự đồng thuận để thành lập một tân chính phủ như vậy với việc cả hai khối trong liên minh cầm quyền gồm có khối mang tên chúng tôi tiếp tục thay đổi liên minh dân chủ bulgaria và khối trung hữu mang tên công dân vì sự phát triển châu âu của bulgaria đều bị thất bại trong những cố gắng thành lập một tân chính phủ đất nước này đang tiến gần hơn tới bờ vực phải tổ chức một cuộc bầu cử sớm Bulgaria cần phải thành lập một tân chính phủ sau khi Thủ tướng Nikola Denkov từ chức vào ngày 5 tháng 3 vừa qua, theo một thỏa thuận chia sẻ quyền lực mà cả hai khối đạt được hồi tháng 6 năm ngoái. Theo thỏa thuận nói trên, thì ông Denkov sẽ giữ chức vụ Thủ tướng trong vòng 9 tháng trước khi chuyển giao quyền lực cho đại diện của khối trung hữu là bà Maria Gabriel đảm nhận vai trò Thủ tướng trong vòng 9 tháng tiếp theo. Thỏa thuận này cũng ràng buộc hai khối phải đạt được sự đồng thuận về mọi thay đổi trong nội các sau khi được chuyển giao. Nhưng cố gắng tìm kiếm tiếng nói chung về thành phần nội các mới của hai khối này bị bế tắc, khiến cho ngày 25 tháng 3 vừa qua, bà Maria Gabriel tuyên bố từ bỏ vị trí ứng cử viên thủ tướng được khối công dân vì sự phát triển châu Âu của Bulgaria. Mâu thuẫn này nảy sinh khi khối trung hữu cho rằng cần phải cải tổ nội các đáng kể, trong khi khối chúng tôi tiếp tục thay đổi liên minh dân chủ Bulgaria lại muốn giới hạn việc chuyển giao quyền lực ở hai vị thủ tướng và phó thủ tướng Tổng thống Argentina phát ngôn sỉ nhục Colombia phản ứng ngoại giao cứng rắn Bộ ngoại giao Colombia vừa ra lệnh trục xuất các nhà ngoại giao Argentina ra khỏi nước này sau phát ngôn được cho là bôi nhọ của Tổng thống Argentina ông Javier Milei về người đồng cấp Colombia là Gustavo Petro Cụ thể, ông Mali đã gọi ông Petro là kẻ khủng bố và giết người trong một cuộc phỏng vấn gần đây với đài CNN, hiện vẫn chưa được phát sóng đầy đủ. Bộ Ngoại giao Colombia cho những bình luận của Tổng thống Argentina đã làm suy giảm lòng tin của đất nước, đồng thời xúc phạm đến phẩm giá của Tổng thống Colombia Gustavo Petro, người đắc cử một cách dân chủ. Ông Petro là tổng thống cánh tả đầu tiên trong lịch sử Colombia và là cựu thành viên của phong trào du kích M19. Bộ Ngoại giao Colombia không cung cấp thông tin chi tiết về số lượng nhà ngoại giao sẽ được yêu cầu rời khỏi quốc gia này, nhưng họ cho biết việc trục xuất sẽ được thông báo tới Argentina thông qua các đài ngoại giao. Vào tháng riêng vừa qua, Colombia đã triệu hồi đại sứ của nước này tại Argentina sau những bình luận tương tự từ ông Mali. Bộ Ngoại giao Colombia tại Bogota của Colombia cho biết đây không phải là lần đầu tiên ông này xúc phạm đến ông Metro. Những điều này ảnh hưởng đến mối quan hệ thân thiết lịch sử giữa Colombia và Argentina, Hiện Argentina chưa phản hồi về tuyên bố trên của Bộ Ngoại giao của Colombia. liên quan giữa Do Thái và Hoa Kỳ, Thủ tướng của Do Thái bất ngờ thay đổi ý định trước phản ứng của Hoa Kỳ. Các di chức của Hoa Kỳ cho hay, Do Thái đề nghị Tòa Bạch Ốc hãy sắp xếp lại lịch trình cuộc họp cao cấp về kế hoạch quân sự nhắm vào thành phố Rafah ở giải Gaza mà Thủ tướng Do Thái là ông Benjamin Netanyahu đột ngột hủy bỏ trước đó. Đây được xem là những cố gắng rõ ràng nhằm giảm bớt tình trạng căng thẳng giữa hai quốc gia đồng minh này, tức là Hoa Kỳ và Do Thái. Thủ tướng Do Thái là ông Netanyahu đã hủy bỏ chuyến đi dự kiến tới thủ đô Washington của phái đoàn cao cấp Do Thái sau khi Hoa Kỳ bỏ phiếu trắng đối với nghị quyết kêu gọi ngưng bắn ở dạy Gaza của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào hôm 25 tháng 3 vừa qua, tạo điều kiện cho văn bản này được thông qua diễn biến nói trên đánh dấu mức thấp mới trong mối quan hệ giữa thủ tướng do thái là ông benjamin netanyahu cùng với tổng thống hoa kỳ là ông joe biden theo hãng tin reuters việc đình chỉ cuộc họp trong tuần này đã gây ra sự trở ngại mới cho những cố gắng của hoa kỳ nhằm gây sức ép để cho ông netanyahu xem xét các giải pháp thay thế cho cuộc tấn công trên bộ nhắm vào thành phố rafah là nơi trú ẩn an toàn cuối cùng của người dân palestine ở giải gaza Hôm 27 tháng 3, phát ngôn viên của tòa bạch ốc là John Pierre nói rằng văn phòng thủ tướng Do Thái đã đồng ý sắp xếp lại lịch trình của cuộc họp về vấn đề thành phố Rafa. Vì thế họ đang làm việc để ấn định một ngày thuận tiện hơn. Một giới chức của Do Thái tại Washington, giấu tên, cũng xác nhận cuộc họp mới đang được sắp xếp và thủ tướng Do Thái là ông Benjamin Netanyahu đang xem xét cử phái đoàn sớm nhất là vào tuần tới. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Do Thái là ông Joab Gallen đã tổ chức các cuộc thảo luận lớn với các giới chức cao cấp của Hoa Kỳ trong tuần này và tìm cách giảm bớt sự căng thẳng giữa hai chính phủ. Người chết do khủng bố tăng lên 143 người, Nga vẫn khó tin là ISIS tấn công. Bộ tình trạng khẩn cấp Nga vừa mới công bố danh sách nạn nhân tử vong mới trong vụ xả súng, nâng tổng số người chết lên đến 143 người. Số liệu này trích từ báo cáo của Bộ Y tế Nga tính cho đến ngày 27 tháng 3. Theo hãng thông tấn Reuters, cũng trong ngày 27 tháng 3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga là Maria Zakharova tuyên bố việc tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng ISIS đủ khả năng tiến hành vụ xả súng ở nhà hát Krokus City Hall vùng Moscow tối ngày 22 tháng 3 là vô cùng khó tin. Bà Zakharova nhấn mạnh, luận điểm của Moscow rằng Ukraine mới là chủ mưu của cuộc tấn công đẫm máu nhất trong 20 năm qua tại Nga. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga khẳng định phương Tây đã rất vội vàng trong việc tuyên bố ISIS có trách nhiệm trong vụ khủng bố nhằm tránh mũi rùi hướng vào các nước này và Ukraine. Thực tế, chỉ vài giờ sau khi cuộc tấn công trên kết thúc, ISIS-K, nhánh ISIS có trụ sở tại Afghanistan đã tuyên bố nhận trách nhiệm. Tòa Bạch Ốc cũng nhanh chóng phủ nhận sự liên quan của Ukraine đến sự việc nói trên. Truyền thông phương Tây sau đó nhanh chóng tiếp nhận và loan tin này. Tuyên bố của bà Zakharova là hành động mới nhất trong chuỗi cáo buộc Ukraine của giới chức Nga. Cách đó không lâu, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khẳng định dù cuộc tấn công được trực tiếp thực hiện bởi các tay súng Hồi giáo, chúng vẫn thuận theo lợi ích của Ukraine, và có thể Kiev có liên quan đến việc tổ chức chúng. Vào ngày 26 tháng 3, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga là Alexander Botnikov cũng khẳng định không chỉ Ukraine mà còn có Hoa Kỳ, Anh liên quan đến vụ tấn công nói trên. Đáp lại các buộc nói trên, thì Ngoại trưởng Anh là David Cameron đã tuyên bố trên X rằng những tuyên bố của Nga về phương Tây và Ukraine trong vụ tấn công Krokus Sitoho hoàn toàn vô nghĩa. Trở lại với châu Âu, nước Nga cảnh báo Armenia về những nguy cơ khi mà Armenia gia tăng quan hệ với các quốc gia phương Tây. Nước Nga cho rằng khối liên hiệp châu Âu chỉ đưa ra những lời hoa mỹ mà thôi. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao nga là bà Maria Zakharova cho biết rằng bất cứ điều gì có lợi cho người dân Armenia đều được hoan nghênh và luôn có một con sói đổi lốt một con cừu sau những lời tốt đẹp từ khối Liên hiệp Châu Âu. Đó là cách thức mà Châu Âu sẽ can thiệp vào đời sống và dự án kinh tế của các quốc gia đang phát triển và đó là một mối nguy lớn theo bà Maria Zakharova, thì không có ai dự tính ngăn cản Armenia làm điều mà họ nghĩ tốt nhất cho người dân. Bà ta lưu ý rằng, Armenia sẽ có những cố gắng nhằm khuất phục quốc gia này thông qua các khoản vay, từ đó phá hủy những giá trị truyền thống lâu đời và khiến cho Armenia bị thuộc lùi. Bà ta nhận định rằng, các quốc gia phương Tây đáng sợ không phải vì họ đưa ra những lời hứa suông mà vì họ lừa gạt dưới chiêu bài cam kết sự thịnh vượng. Nhưng trên thực tế, họ lại bắt đầu hút máu và loại bỏ những điều tốt đẹp thực sự. Lời bình luận của bà này đưa ra khi mối quan hệ giữa Nga và Armenia xấu đi trong thời gian qua. Ngoại trưởng của Armenia là Ararat Mizogan vào hôm 8 tây tháng 3 vừa qua cho hay, Armenia sẽ cân nhắc gửi đơn xin gia nhập vào khối hiệp châu Âu, đồng thời cho biết thêm rằng quốc gia này đang cố gắng thắt chặt quan hệ hơn nữa với các quốc gia phương Tây vì họ cảm thấy rằng tình hình căng thẳng gia tăng với nước Nga cho dù hai quốc gia này vốn là đồng minh truyền thống của nhau. Trong nhiệm kỳ của Thủ tướng Nikol Pashian bắt đầu từ năm 2018, Armenia đã tìm cách thoát khỏi sự lệ thuộc vào nước Nga, đồng thời mở rộng mối quan hệ với các quốc gia phương Tây. Những hành động như thế đã khiến cho Nga không hài lòng và phía Nga đã nhiều lần chỉ trích chính quyền Armenia hoặc là có biểu hiện chống lại nước Nga. Tin đến từ Pháp Quốc dự án phục dựng nhà thờ Đức Bà đúng tốc độ và không cần chờ đến đội vốn. Người đứng đầu công tác phục dựng nhà thờ Đức Bà mới đây cho biết, biểu tượng của Paris bị họa hoạn tàn phá vào năm 2019 đang trên đà để mở cửa trở lại đúng hạn vào ngày 8 tháng 12 năm 2024. Phát biểu tại một ủy ban của Thượng viện Pháp, ông Philip Schorst, lãnh đạo cơ quan giám sát dự án phục dựng lại nhà thờ Đức Bà đã khẳng định vẫn đang đáp ứng tốc độ và ngân sách. Ông Schorst ca ngợi nỗ lực của 250 công ty và nhóm nghệ sĩ tham gia vào công tác phục dựng lại nhà thờ. Vốn đã bắt đầu vào mùa xuân năm 2022 sau khi đống đổ nát đã được dọn sạch và nền móng đã được củng cố với chi phí là 161 triệu Mỹ Kim. Theo ông, thì ngân sách phục hồi lại nhà thờ Đức Bà dự kiến sẽ dự ở mức dưới mức dự kiến ban đầu là 593 triệu mỹ kim. Theo đó còn dư 161 triệu từ số tiền quyên góp khổng lồ mà Pháp nhận được sau vụ hỏa hoạn. Số tiền dư sẽ được dùng cho hoạt động phục hồi lại khẩn cấp bề mặt bằng đá bên ngoài của nhà thờ, dự kiến sẽ tiến hành từ năm 2025. Ngọn tháp nhà thờ sụp đổ cách đây 5 năm một lần nữa đã hiện ra trên bầu trời Paris sau khi giàn giáo được tháo gỡ. Ngoài hệ thống phun nước tự động, mỗi phần của khung gỗ được phân chia thành từng ô riêng biệt để ngăn chặn cháy lan trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn. Vụ hỏa hoạn vào ngày 15 tháng 4 năm 2019 tại nhà thờ Đức Bà được UNESCO liệt kê vào danh sách di sản và đón 12 triệu lượt khách mỗi năm đã làm cho thế giới bàng hoàng và tiếc nuối. Liên Hiệp Quốc cho hay, mỗi ngày có tới 1 tỷ bữa ăn bị vứt bỏ, trong khi có tới 800 triệu người lâm vào cảnh đói. Theo báo cáo mang tên Chỉ số lãng phí thực phẩm mới nhất do Liên Hiệp Quốc phối hợp thực hiện với tổ chức phi lợi nhuận mang tên WRAP, thì có hơn 1 tỷ tấn thực phẩm, tương đương với gần 20% tổng số thực phẩm hiện có trên thị trường, đã bị vứt bỏ vào năm 2022. Trong lúc, thế giới vẫn còn gần 800 triệu người đang lâm vào cảnh đói bụng. Số lượng thực phẩm này trị giá hơn 1.000 tỷ Mỹ Kim, Liên Hiệp Quốc vừa đưa ra thông báo nói trên cùng với lời cảnh báo về thảm kịch của toàn cầu lãng phí thực phẩm. Tỷ lệ thực phẩm bị vứt bỏ tại các cơ sở dịch vụ như là nhà hàng, căng tin và khách sạn chiếm 28% tổng số lượng thực phẩm bị lãng phí trong năm 2022. Con số này ở các cửa tiệm bán lẻ như các cửa tiệm bán thịt, rau, củ, quả là 12%, ở các gia đình là nhiều nhất với 60% và khoảng 631 triệu tấn trong một tuyên bố giám đốc điều hành chương trình môi trường liên hiệp quốc là inger anderson cho biết như sau hàng triệu người bị đói vì thực phẩm bị lãng phí trên toàn thế giới báo cáo cho rằng việc lãng phí như thế không chỉ là vấn đề đạo đức mà còn gây hại cho môi trường số lượng phát thải gây hiệu ứng nhà kiến từ rác thải thực phẩm cao gấp 5 lần so với khí thải của ngành hàng không đây là báo cáo thứ nhì về tình trạng lãng phí thực phẩm toàn cầu do liên hiệp quốc biên soạn cung cấp một bức tranh toàn diện nhất từ trước cho tới nay về tình trạng này. Ông Richard Sanel thuộc Tổ chức Công nhận Trách nhiệm Xã hội trong Sản xuất Toàn cầu nhận định như sau, con số các bữa ăn bị vứt bỏ có thể còn cao hơn con số 1 tỷ. Ông còn cho rằng, việc có sự phối hợp giữa các nhà sản xuất và các nhà bán lẻ đã giúp làm giảm sự lãng phí và chuyển thực phẩm tới cho những người cần đến. Sau đây xin mời quý vị theo dõi các bản tin liên quan đến Hoa Kỳ. Tin bảo hiểm vụ sập cầu ở Baltimore tại Hoa Kỳ có thể phá vỡ kỷ lục thế giới. Theo hãng tin Reuters, giới phân tích và các đơn vị cung cấp bảo hiểm đang đánh giá số tiền những doanh nghiệp này sẽ phải chi trả trong vụ sập cầu Francis Scott Key ở cảng Baltimore, tiểu bang Maryland, dạng sáng vào ngày 26 tháng 3. Với việc chưa rõ khi nào cảng Baltimore hoạt động trở lại, các lãnh vực có thể nhận tiền từ vụ tai nạn này bao gồm bảo hiểm vật chất, hàng hóa, hàng hải, tín dụng thương mại và bảo hiểm gián đoạn kinh doanh do yếu tố bên ngoài. Ông Marcos Alvarez là giám đốc quản lý xếp hạng bảo hiểm toàn cầu tại cơ quan xếp hạng tín dụng Morningstar DBRS cho biết, số tiền bảo hiểm có thể dao động trong khoảng từ 2 tỷ đến 4 tỷ Mỹ Kim. Nếu đạt 4 tỷ Mỹ Kim, tiền bảo hiểm cho tai nạn này sẽ phá vỡ kỷ lục khoản tiền bồi thường bảo hiểm cho một vụ việc lớn nhất lịch sử vốn đang được giữ bởi tai nạn du thuyền hạng sang Costa Condoria vào năm 2012. Ông Alvarez nhấn mạnh, trong khi đó, Giám đốc cấp cao kim nhà phân tích tại Trung tâm Xếp hạng Bảo hiểm AM Best Matthew D. Jacobson cũng khẳng định số tiền doanh nghiệp có thể yêu cầu được chi trả nằm trong khoảng hàng tỷ Mỹ Kim. Ông Brandon Holmes, nhà xâm tích tại tổ chức xếp hạng tín dụng toàn cầu Moody's cho biết là có khoảng 80 đơn vị bảo hiểm sẽ chia nhau chi trả các khoản tiền này. Tuy nhiên ông Alvarez vẫn dự đoán thảm họa trên có thể sẽ gia tăng áp lực lên lãi suất bảo hiểm hàng hải toàn cầu. Cây cầu này là đường giao thông chính giúp vận hành cảng trên, do đó việc sập cầu buộc cảng Baltimore, một trong những hải cảng nhộn nhịp nhất bờ đông nước Mỹ, ngừng hoạt động vô thời hạn. Vâng, tiếp theo phần tin Hoa Kỳ. Giả dạ sử hôm nay là ngày bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ, thì ông Donald Trump đang dẫn trước tổng thống Joe Biden. Kết quả cuộc khảo sát được hãng truyền thông bảo thủ Fox News công bố mới đây cho thấy, cựu tổng thống Donald Trump giành được 50% tỷ lệ ủng hộ, còn tổng thống Joe Biden chỉ giành được 45% mà thôi. Trong cuộc giả đua giả định vào tòa bạch ốc đây cũng là sự cách biệt lớn nhất mà ông Trump giành được trước đối thủ của Đảng dân chủ trong các cuộc khảo sát toàn quốc của Đài Fox News. Ông Donald Trump năm nay 77 tuổi cũng duy trì lợi thế dẫn trước ông Joe Biden 81 tuổi trong cuộc đấu giả định có 5 ứng cử viên cùng tham gia. Theo đó, 43% số cử tri đã ghi danh cho biết rằng họ sẽ ủng hộ cho ông Donald Trump. 38% lựa chọn sự ủng hộ đối với ông Joe Biden. Ứng cử viên độc lập là ông Robert F. Kennedy Jr., là cháu ruột của cố tổng thống John F. Kennedy, nhận được tỷ lệ ủng hộ là 12%, tức là giảm 3% so với hồi tháng 11 năm ngoái. Còn ứng cử viên của đảng xanh là Jill Stein, và ứng cử viên không liên kết với đảng nào là Cornel West, nhận được chỉ có 2% mà thôi. Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 22 cho tới ngày 25 tháng 3 với hơn 1.000 cử tri trên toàn nước Mỹ tham gia và với sai số là 3%. Các cử tri tin tưởng ông Donald Trump ở các vấn đề liên quan tới nhập cư và kinh tế. Còn với Tổng thống Joe Biden thì họ tin tưởng ông trong tính toàn vẹn của bầu cử và vấn đề chăm sóc y tế. Đánh giá hiệu quả làm việc của tổng thống Joe Biden thì các cử tri cho rằng ông đạt được 41%, tức là giảm 1% so với tháng trước. 58% số người được hỏi không tán thành về hiệu quả làm việc của tổng thống Joe Biden hiện nay. Còn kết quả cuộc thăm dò của hãng tin Bloomberg News thì được công bố vào ngày 26 tháng 3 cho thấy rằng ông Donald Trump vẫn dẫn trước ông Joe Biden ở bảy tiểu bang chiến trường, những nơi có khả năng quyết định kết quả cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 năm nay. Ông Donald Trump nhận được 47% số phiếu bầu và ông Joe Biden chỉ nhận được 43%. Tuy nhiên, tổng thống Joe Biden đang thu hẹp khoảng cách với ông Donald Trump ở các tiểu bang như là Michigan, Pennsylvania và Wisconsin. Dữ liệu CDC, các bệnh phong tình gia tăng ở dưới cao niên theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh với tắt là CDC, các bệnh phong tình như chlamydia, bệnh lậu và bệnh giang mai ở người từ 55 tuổi trở lên tại Hoa Kỳ đã tăng gấp đôi trong 10 năm từ 2012 đến 2022, theo NBC News cho hay. Số ca nhiễm bệnh giang mai tăng gấp 7 lần, lậu gần 5 lần và chlamydia tăng hơn gấp 3 trong thời gian đó, Bác sĩ Kowalska là giáo sư tại trường Đại học Y khoa Đại học Y khoa Warsaw cảnh báo rằng cả bác sĩ và người lớn tuổi đều đang bỏ qua nguy cơ mắc các bệnh phong tình ở nhóm tuổi này. Bài thuyết trình của ông Kowalska là một phần của sự kiện dẫn đầu tới Đại hội Vi sinh Lâm Sàng và Bệnh truyền nhiễm châu Âu vào tháng sau. Nguyên nhân của vấn đề này không chỉ giới hạn ở Hoa Kỳ. Tại Anh, số ca nhiễm các bệnh phong tình ở những người từ 45 tuổi trở lên đã tăng 22% từ năm 2014 đến năm 2019, Giáo sư Kawaska cho rằng mọi người sống lâu hơn so với các thế hệ trước và tận hưởng lối sống năng động hơn ở tuổi 60, 70 và 80. Đối với nhiều người điều đó bao gồm cả tình dục. Đây là một trong các số yếu tố có thể làm tăng tỷ lệ mắc bệnh ở người lớn tuổi. Liệu pháp thay thế hormone có thể điều trị các triệu chứng mãn kinh, có thể kéo dài ham muốn tình dục của phụ nữ lớn tuổi, trong khi các loại thuốc điều trị rối loạn cương dương có thể giúp cho đàn ông lớn tuổi duy trì hoạt động tình dục. Tuy nhiên, theo giáo sư Matthew Lee Smith, khoa y tế công cộng trường Texas A&M School of Public Health, những người lớn tuổi không nhận được chương trình giáo dục giới tính dành cho thanh thiếu niên ngày nay. Các chuyên gia cũng lưu ý rằng người cao niên có thể gặp khó khăn hơn trong việc loại bỏ các bệnh nhiễm trùng và dễ mắc bệnh hơn do hệ thống miễn dịch yếu đi. Vì vậy, các bác sĩ cần tăng cường thảo luận về tình dục an toàn với bệnh nhân lớn tuổi để bảo đảm cuộc sống tốt nhất cho họ. Vâng, tiếp theo phần tin Hoa Kỳ, có 4 người chết và 5 người bị thương trong vụ tấn công hàng loạt ở tiểu bang Illinois. Cảnh sát vừa loan báo có 4 người bị thiệt mạng và 5 người bị thương trong vụ tấn công hàng loạt ở Rockford của tiểu bang Illinois mới đây. Theo đài CBS News, thì bà Clara Red là cảnh sát trưởng của Rockford cho biết như sau, cảnh sát nhận được cuộc gọi cấp cứu đầu tiên từ khu phố 2300 đường Home. Không lâu sau thì cảnh sát và nhân viên cấp cứu lại nhận được thêm nhiều cuộc gọi từ một loạt hiện trường ở Rockford và những vùng lân cận của quận hạt Winnebago. Còn theo ông Gary Caruana, là cảnh sát trưởng của Winnebago County, một căn nhà gần ngã tư đường Florence với đường Eccleston đã bị đột nhập. Một phụ nữ trẻ tuổi đang cố gắng chạy thoát thì bị đâm trọng thương ở mặt và tay. Một người nghĩa hiệp cũng bị đâm khi ra tay giúp nạn nhân này. Tổng cộng 4 người bị thiệt mạng, một người bị thương nặng và 4 người được đưa tới bệnh viện và nay đã có sức khỏe ổn định. Không phải tất cả các nạn nhân đều bị đâm, thế nhưng rất may là không ai bị bắn bằng súng. Trong số 4 người bị thiệt mạng có một nhân viên bưu điện. Cảnh sát trưởng Corona cũng cho biết rằng hiện nay một nghi can đã bị bắt giữ. Tuy nhiên, phía cảnh sát chỉ cho biết rằng nghi can là một người đàn ông. Người này đang bị thẩm vấn và cảnh sát chưa biết lý do tại sao người này lại tấn công vào các nạn nhân. Rockford có khoảng 150.000 cư dân cách Chicago khoảng 90 dặm về hướng Tây Bắc. MyPillow thuộc sở hữu của Mike Landell chính thức bị đuổi khỏi nhà kho ở Minnesota. Một tòa án vừa qua đã ra lệnh trục xuất MyPillow ra khỏi một nhà kho ở ngoài ô Minneapolis mà trước đây nó từng sử dụng. Tuy nhiên, người sáng lập công ty này nói rằng đó chỉ là hình thức vì chủ nhà muốn lấy lại tài sản pillow thuộc sở hữu của Mark Lindell là người phụ từ chối kết quả bầu cử nổi tiếng. Tháng trước, Lindell gặp trở ngại khi một thẩm phán liên bang xác nhận một khoản phí phải trả 5 triệu Mỹ Kim. Số tiền này dựa theo quyết định trọng án đối với một kỹ sư phần mềm đã thách thức dữ liệu, mà Lindell cho rằng chứng minh Trung Quốc can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2020 và nghiêng kết quả về phía Joe Biden. Lindell thừa nhận vào tháng riêng rằng Fox News đã ngừng chạy quảng cáo pillow trong bối cảnh tranh chấp về thanh toán. Lindell xác nhận MyPillow nợ First Industrial LP có trụ sở tại Delaware khoảng 217.000 Mỹ Kim để thuê cơ sở ở Shekopi. Ông cho biết MyPillow không còn cần không gian nữa và đã chuyển tài sản còn lại ra khỏi ngôi nhà kho vào tháng 6 năm ngoái trước khi cho một công ty khác thuê lại cho đến tháng 12. Lindell vẫn tiếp tục tuyên truyền những lời dối trá của cựu Tổng thống Donald Trump rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã bị đánh cắp, một phần là do hệ thống máy bỏ phiếu gian lận, đeo phải đối mặt với các vụ kiện phu khống từ hai công ty sản xuất máy bỏ phiếu. Các luật sư ban đầu bào chữa cho anh ta trong những vụ án đó đã bỏ việc vì những hóa đơn chưa được thanh toán. Một cụ bà tuy đã về hưu nhưng vẫn nợ tới 108.000 Mỹ Kim khoản vay sinh viên. Sau 40 năm, cụ bà Nancy Peter là người nay đã về hưu, vẫn còn nợ 108.000 Mỹ Kim từ các khoản vay sinh viên mà cụ bà đã vay từ năm 1986 để hoàn thành chương trình tâm lý học tại trường Mundelein College ở Chicago. Cuba đã vay thêm một khoản tiền để học cao học tại Đại học Loyola và đã trở thành một nhà trị liệu tâm lý trong suốt hơn 40 năm. Tuy nhiên, ngay sau khi cụ bà nghỉ hưu ở tuổi 71, thì số tiền nợ của cụ bà đang là một con số tới 6 chữ số, tức là cao gấp 3 lần số tiền ban đầu mà cụ bà đã vay. Cuba cho biết rằng số tiền nợ của cụ bà đã tăng lên mỗi ngày là do tiền lời tích tụ lại và Cuba đang tham gia một kế hoạch trả nợ dựa trên lợi tức cho phép cụ trả một phần của số tiền dựa trên lợi tức của mình theo Bộ Giáo dục Hoa Kỳ cho hay có khoảng 43 triệu người Mỹ nợ tổng cộng tới 1.300 tỷ Mỹ Kim tiền vay sinh viên mỗi người trung bình nợ khoảng 37.000 Mỹ Kim Mặc dù có nhiều phương cách để giảm bớt số nợ trên, thế nhưng cụ bà Nancy cho biết rằng phương cách duy nhất mà cụ bà phù hợp nhất đó là phải qua đời, vì cụ bà không thể trả hết được. Những cải cách mới trong chính sách tiền vay sinh viên như là kế hoạch mang tên tiết kiệm cho một nền giáo dục, có giá trị của chính phủ Joe Biden nhằm giúp giảm bớt gánh nặng của các khoản vay cho những người đủ điều kiện. Cụ bà Nancy cho biết rằng cụ vẫn phải đối mặt với những khó khăn về tài chính và cảm thấy xấu hổ khi chia sẻ câu chuyện của cụ bà. Tuy nhiên, bà cụ này hy vọng rằng việc chia sẻ nói trên có thể giúp ích cho những ai đó cũng có đang phải đối diện với tình hình tương tự như cụ bà hiện nay. Giá nhà ở Hoa Kỳ tiếp tục tăng. Thị trường nhà ở ở Hoa Kỳ vẫn đang trải qua sự tăng giá mạnh mẽ, khiến cho người mua nhà phải đối mặt với nhiều thách thức. Lãi suất thế chấp vẫn ở mức cao gần 7%, làm hạn chế khả năng mua sắm của người dân theo Bank of America, lượng tồn kho nhà đang sẵn có để bán vẫn hạn chế, đồng thời giá nhà và lãi suất thế chấp cao tiếp tục làm rào cản cho hoạt động mua bán nhà. Tuy nhiên, sự tăng mạnh trong việc xây dựng nhà mới có thể làm giảm áp lực này. Lãi suất thế chấp vẫn ở mức cao, đang ở mức trung bình 6.74%, theo Freddie Mac. Mỗi biến động nhỏ trong lãi suất có thể ảnh hưởng đến hàng trăm Mỹ Kim chi phí hàng tháng. Tuy nhiên, Bank of America lưu ý rằng việc giảm lãi suất có thể bị trì hoãn, gây ra thêm khó khăn cho người mua. Sự thiếu hụt nguồn cung nhà trên thị trường cũng là một vấn đề khiến cho người mua phải đối mặt với lựa chọn hạn chế. Dù vậy, sự tăng mạnh trong xây dựng nhà mới có thể làm giảm bớt áp lực. Theo công ty địa ốc Redfin, gần 1 phần 3 số nhà biệt lập trên thị trường là nhà mới xây tăng từ 1 phần 10 số lượng trước đây. Mặc dù giá nhà mới có khuynh hướng ổn định hơn, giá nhà sẵn có vẫn tiếp tục tăng. Theo Hiệp hội Môi giới Địa ốc Quốc gia, giá trung bình của một căn nhà sẵn có là 379.100 Mỹ Kim trong khi giá của một căn nhà mới xây là 420.700 Mỹ Kim. Thưa quý vị, sau đây là phần tin Á Châu. Chủ tịch Trung Cộng là ông Tập Cận Bình tiếp đón các CEO của các tập đoàn của Hoa Kỳ để mời gọi đầu tư. Chủ tịch của Trung Cộng là ông Tập Cận Bình vừa tiếp đón các đại diện của các cộng đồng doanh nghiệp và các chiến lược gia cùng với các học giả Hoa Kỳ tại thủ đô Bắc Kinh nhằm thảo luận về việc duy trì mối quan hệ ổn định giữa hai nước. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, thành công của cả Trung cộng và Hoa Kỳ đó là cơ hội cho nhau và mối quan hệ giữa hai nước có thể được cải thiện nếu như hai bên đối xử với nhau công bằng, có sự tôn trọng và hợp tác cùng có lợi. Cuộc họp diễn ra tại đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh kéo dài khoảng 90 phút. Giới truyền thông của Trung cộng đã liệt kê một số tên tuổi quan trọng trong phái đoàn của Hoa Kỳ, bao gồm các nhân vật đứng đầu của các tập đoàn lớn như là Blackstone FedEx và Qualcomm. Sự kiện này diễn ra sau khi nhiều nhân vật lãnh đạo của các công ty Hoa Kỳ tham dự diễn đàn phát triển Trung Cộng ở thủ đô Bắc Kinh. Hãng tin Reuters đưa tin, Trung Cộng đang cố gắng thúc đẩy mức tăng trưởng kinh tế của họ sau khi lĩnh vực đầu tư trực tiếp của nước ngoài bị giảm 8% trong năm 2023. Tuy nhiên, mối quan hệ của hai quốc gia này vẫn căng thẳng, Đặc biệt là sau khi Trung cộng để đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới về vấn đề trợ cấp giá cho xe chạy bằng điện của Hoa Kỳ. Trung cộng phản đối các khoản trợ cấp mà họ cho là thiên vị của Hoa Kỳ và Trung cộng đã thúc giục Washington phải sớm sửa đổi chính sách công nghiệp để duy trì sự ổn định trong chuỗi cung ứng của toàn cầu. Điều này diễn ra trong lúc Hoa Kỳ đang xem xét các yêu cầu của Trung Cộng tại Tổ chức Thương mại Thế giới liên quan tới đạo luật giảm lạm phát. Mặc dù phía Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng đây là phương tiện quan trọng trong cuộc chiến chống lại tình trạng biến đổi khí hậu, thế nhưng cũng cáo buộc rằng Trung Cộng đang sử dụng các biện pháp không công bằng để trợ giúp cho các nhà sản xuất ngay bên trong Trung Cộng. Hoa Kỳ và Nam Hàn lập lực lượng chuyên ngăn chặn hoạt động chuyển dầu cho Bắc Hàn. Hoa Kỳ và Nam Hàn vừa thành lập một lực lượng đặc nhiệm mới nhằm ngăn chặn việc Bắc Hàn mua dầu bất hợp pháp trong bối cảnh bế tắc tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và các lệnh trừng phạt quốc tế. Cuộc họp đầu tiên của lực lượng đặc nhiệm tăng cường ngăn chặn đã được tổ chức tại thủ đô Washington với sự tham gia của hơn 30 giới chức từ cán bộ, cơ quan tình báo và ngăn chặn hàng hải. Hai bên cũng bày tỏ lo ngại về khả năng Nga cung cấp dầu tinh lọc cho Bắc Hàn và thảo luận về cách đình chỉ sự hợp tác giữa Moscow và Bình Nhưỡng dầu là nguồn tài nguyên thiết yếu cho các hoạt động phát triển nguyên tử và tên lửa cũng như vị thế quân sự của bắc hàn trong khi bắc hàn bị hạn chế về lượng dầu được nhập cảng theo các quy định của hội đồng bảo an liên hiệp quốc các tàu chở dầu treo cờ bắc hàn vẫn tiếp tục hoạt động lực lượng đặc nhiệm hoa kỳ và nam hàn đang xem xét các biện pháp tiềm năng để ngăn chặn hoạt động thu mua dầu bất hợp pháp của bắc hàn bao gồm cả vạch trần các hoạt động trốn tránh lệnh trừng phạt và áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương trong tương lai, lực lượng đặc nhiệm này cũng có thể mở rộng hoạt động của mình để đối phó với các lĩnh vực trốn tránh lệnh trừng phạt khác, bao gồm cả việc buôn bán than. Vẫn vâng tiếp theo phần tin Á Châu, những kẻ lừa đảo sử dụng một chiến thuật mới thực hiện các cú phone video để lừa nạn nhân. Theo cảnh sát của Malaysia cho hay, những kẻ lừa đảo đã sử dụng chiến thuật mới bằng cách thực hiện các cú phone video cho nạn nhân trước khi thuyết phục họ phải chuyển tiền. Với thủ đoạn mới này, trong năm 2023 đã có 34 vụ với số tiền bị lừa vào khoảng 210.000 Mỹ Kim. Giám đốc của cơ quan điều tra tội phạm thương mại là ông Bukit Aman Ramli Mohamed Yusuf cho hay như trên. Theo đó, các nạn nhân sẽ nhận được một cú phone video từ một người tự xưng là từ công ty chuyển phát nhanh. Những kẻ lừa đảo sẽ tạo ra tình huống khiến cho nạn nhân hoảng sợ và làm theo mọi mệnh lệnh. Sau đó, họ được kết nối với một thành viên của tổ chức đóng giả là cảnh sát thông qua một cú phone video. Ông Bramley cho biết thêm, lúc này thì nạn nhân sẽ bị thuyết phục khi nhìn thấy một cảnh sát đang đứng tại một địa điểm giống như là một đồn cảnh sát. Như vậy, nạn nhân sẽ cảm thấy tin tưởng hơn và cung cấp mọi thông tin trước khi chuyển tiền. Ông cho biết như sau, cảnh sát không bao giờ thực hiện những cú phone video để điều tra thêm, mà sẽ thực hiện trực tiếp tại đồn cảnh sát. Trong những năm gần đây, tại khắp vùng Đông Nam Á, các tổ chức tội phạm xuất hiện càng ngày càng nhiều hơn. Bọn chúng dụ dỗ, bắt cóc hoặc là ép buộc nhiều người cùng tham gia các hoạt động lừa đảo qua mạng Internet. Theo Văn phòng Ma túy và Tội phạm Liên Hiệp Quốc, thì các hoạt động lừa đảo thu về lợi nhuận bất chính tới hàng tỷ Mỹ Kim Hồi năm ngoái, cảnh sát của Philippines đã bắt giữ gần 3.300 người trong hai cuộc đột kích với quy mô lớn nhắm vào những nơi được cho là trung tâm lừa đảo ở thủ đô Manila. Nam Hàn, tài xế xe buýt ở thủ đô Seoul đình công đòi tăng lương. Vào ngày 28 tháng 3, các tài xế xe buýt thuộc Công đoàn Vận tải Seoul đã tiến hành tổng đình công để yêu cầu tăng lương khiến cho gần 98% xe buýt chạy khắp thành phố phải ngừng hoạt động. Trong các cuộc đàm phán tiền lương vào phút cuối được tiến hành từ ngày 27 tháng 3 đến sáng 28 tháng 3, Liên đoàn Lao động xe buýt, và các chủ đỡ lao động đã không đạt được thỏa thuận về việc tăng lương giờ làm thêm. Liên đoàn đã yêu cầu tăng 12.7% tiền lương theo giờ với lý do lực lượng lao động của họ di chuyển sang các khu vực lân cận. Nhưng các chủ lao động cho rằng yêu cầu này quá cao khi xét đến tỷ lệ làm phát trong năm năm qua. Liên đoàn lao động xe của Seoul có khoảng 18.000 thành viên tại 65 công ty đã phản ứng bằng cách phát động đình công. Cuộc đình công đã ảnh hưởng đến 7.210 xe buýt nội đô, chiếm 97.6% dịch vụ xe buýt ở Seoul và hai bên dự định tiếp tục đàm phán để đạt được bước đột phá kế tiếp. Tiếng liên quan giữa Trung Cộng và nước Úc Trung Cộng bãi bỏ thuế quan đối với rượu vang đến từ nước Úc. Trung Cộng đã quyết định dỡ bỏ thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với loại rượu vang nhập cảng từ nước Úc, bắt đầu từ ngày mai 29 tháng 3, Thông báo này đến từ Bộ Thương mại của Trung cộng vào ngày 28 tháng 3, kết thúc một giai đoạn 3 năm áp đặt mức thuế cao lên rượu vang của nước Úc và làm dấy lên hy vọng về sự ấm lên trong mối quan hệ giữa hai quốc gia này. Mức thuế lên tới 218.4% đã được Trung cộng áp dụng lần đầu tiên vào tháng 3 năm 2021 sau khi mối quan hệ giữa Trung cộng và Úc trở nên căng thẳng vì khi đó, nước Úc kêu gọi phải điều tra nguồn gốc của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, trong năm 2023, mối quan hệ của hai quốc gia này đã khá hơn, khiến cho Trung Cộng dần dần dỡ bỏ các lệnh hạn chế thương mại đối với hàng hóa đến từ nước Úc. Theo Bộ Thương mại của Trung Cộng cho hay, việc dỡ bỏ thuế quan là do tình hình thị trường của rượu vang của Trung Cộng đã thay đổi, khiến cho các biện pháp trừng phạt không còn cần thiết nữa. Phản ứng từ chính phủ Úc là hoan nghênh quyết định này, đặc biệt là trong bối cảnh quan trọng đối với ngành công nghiệp rượu vang của nước Úc. Trước đó, rượu vang của Úc đã được hưởng mức thuế quan là 0% sau khi hai quốc gia này ký kết Hiệp định Thương mại Tự do vào năm 2015, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành công nghiệp của quốc gia này. Tuy nhiên, từ năm 2020, các biện pháp trừng phạt của Trung Cộng đã khiến cho ngành rượu vang của nước Úc gặp nhiều khó khăn khi xuất cảng vào thị trường của Trung Cộng. Việc dỡ bỏ thuế quan cũng sẽ là một hành động tích cực đối với những người trồng nho tại nước úc trong lúc hàng triệu cây nho bị phá hủy để hạn chế tình trạng sản xuất dư thừa và số lượng tiêu thụ rượu vang trên toàn thế giới càng ngày càng giảm đi. Thế đến từ nhật bản số lượng trẻ tình nghi bị lạm dụng tăng lên mức cao kỷ lục. Cảnh sát nhật bản vừa đưa ra cảnh báo với các trung tâm phúc lợi trẻ em sau khi phát hiện số lượng trẻ tình nghi bị lạm dụng tăng đến mức cao kỷ lục trong năm 2023. Theo cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản trong năm 2023, cảnh sát nước này đã thực hiện hơn 2.300 vụ điều tra hình sự liên quan nghi vấn lạm dụng trẻ em, tăng 9,4% so với năm 2022. Số trẻ dưới 18 tuổi được đưa tới các trung tâm phúc lợi trẻ em vì bị bạo hành tinh thần cũng tăng lên mức kỷ lục là hơn 90.700 em, trong đó có hơn 52.600 em phải chứng kiến cảnh bạo lực gia đình. Những trẻ em bị bạo hành thể chất cũng đã lên tới 21.500 trẻ trong khi có hơn 10.200 trẻ bị bỏ mặc hoặc bỏ rơi, 320 trẻ em bị lạm dụng tình dục. Trong số những sự việc phải điều tra hình sự, có hơn 1.900 trẻ bị bảo hành thể chất, 372 trẻ bị lạm dụng tình dục, 65 trẻ em bị bảo hành tinh thần và 45 trẻ bị bỏ mặc hoặc bỏ rơi. Ngoài ra, số vụ yêu cầu được tư vấn hành vi theo dõi lần đầu tiên tăng sau 6 năm lên hơn 19.800 trường hợp. Cùng với đó, số lệnh cấm tiếp cận được ban hành cũng lên mức cao kỷ lục hơn 1.900 lệnh. Tư vấn về bạo lực gia đình cũng tăng 4.9% so với năm trước, lên hơn 88.619 trường hợp. Trong đó có 70.5% nạn nhân là phụ nữ và 29.5% là nam giới. Thưa quý vị, sau đây là phần tin Việt Nam. Liên quan tới vụ tập đoàn Phúc Sơn, thì phía Việt Nam vừa bắt giữ người kế nhiệm chiếc ghế bí thư của tỉnh Quảng Ngãi của ông Võ Văn Thưởng đó là ông Lê Viết Chữ, 61 tuổi, là cựu bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi. Ông này vừa bị bắt giữ với cáo buộc là nhận hối lộ trong vụ án liên quan tới tập đoàn Phúc Sơn. Điều đáng nói, ông Lê Viết Chữ là người kế nhiệm chiếc ghế bí thư của tỉnh Quảng Ngãi của ông Võ Văn Thưởng, người cũng vừa bị mất chức chủ tịch nước vào hôm 21 tháng 3 vừa qua. Nhật báo VN Express vào ngày 28 tháng 3 đưa tin về vụ bắt giữ ông Lê viết chữ, nhưng không cho biết rõ số tiền mà ông này nhận để tạo điều kiện giúp chúng thầu xây dựng tuyến đường chính dọc theo bờ nam của sông Trà Khúc của tỉnh Quảng Ngãi. Bốn năm trước đây, ông Lê viết chữ từng bị Bộ Chính trị cảnh cáo trong một vụ khác và sau đó ông này bị mất ghế. Liên quan tới vụ án tập đoàn Phúc Sơn, hai ngày trước khi bắt giữ ông Lê Viết Chữ, thì Bộ Công an Việt Nam đã xác nhận rằng bị can Nguyễn Văn Hậu, tự là Hậu Pháo, là chủ tịch một công ty đã đưa hối lộ gần 2 triệu 600 ngàn Mỹ Kim cho bị can Đặng Trung Hoành, chánh văn phòng huyện ủy Mang Thít của tỉnh Vĩnh Long. Các di chức thuộc Bộ Công an chỉ úp mở rằng vụ đưa hối lộ này là để lợi dụng quan hệ thân thiết với người có chức vụ cao và quyền hạn lớn để gây những ra những tác động ảnh hưởng tới các giới chức cơ sở nhằm để trục lợi. Bị can hoành được hiểu là đệ tử và là đồng hương Vĩnh Long của ông chủ tịch kia, tức là ông Võ Văn Thưởng. Trong vụ án này, ngoài ông Lê Viết Chữ, thì Bộ Công an Cộng sản Việt Nam còn bắt giữ ông Phạm Hoàng Anh là phó bí thư của tỉnh Vĩnh Phúc, rồi Hoàng Thị Thúy Lan là bí thư của tỉnh Vĩnh Phúc. Bên cạnh đó là Lê Duy Thành là chủ tịch của tỉnh Vĩnh Phúc, Tiếp theo là Đặng Văn Minh là chủ tịch của tỉnh Quảng Ngãi. Tiếp đến là Cao Khoa là cựu chủ tịch của Quảng Ngãi với cùng cáo buộc là nhận hối lộ. Theo những thông tin bị rò rỉ trong hậu trường thì người nhà của ông Võ Văn Thưởng đã nhận số tiền lên tới 60 tỷ đồng từ công ty Phúc Sơn để xây nhà thờ tổ khi ông ta còn là bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi. Giới quan sát cho biết thêm, có khả năng tới 99% ông Võ Văn Thưởng bị mất chức chủ tịch nước của Việt Nam là do dính đến vụ hối lộ ở tập đoàn Phúc Sơn. Hãng xe điện BYD của Trung Quốc trì hoãn kế hoạch xây nhà máy ở Việt Nam. Reuters vào ngày 28 tháng 3 dẫn lời người đại diện công ty quản lý khu công nghiệp nơi BYD Trung Quốc dự định đặt nhà máy cho biết kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất xe điện của hãng này tại Việt Nam đã bị trì hoãn do thị trường xe điện đang có dấu hiệu phát triển chậm. Vào tháng 5 năm ngoái, Chính phủ Việt Nam cho biết BYD định xây dựng nhà máy sản xuất và lắp ráp xe điện ở tỉnh Phú Thọ, nơi hãng đã có nhà máy sản xuất máy tính bảng cho Apple. Ông Lương Thanh Tùng, phó chủ tịch tập đoàn Galax quản lý khu công nghiệp nơi BYD dự định xây nhà máy, nếu nguyên nhân chậm lại là do chiến lược và sự chậm lại của thị trường xe điện. Phát biểu tại một hội nghị cổ đông ở Hà Nội, ông Tùng nói rằng, sau các đàm phán mất nhiều thời gian, BYD đã đồng ý lấy 100 hecta đất ở khu công nghiệp Phú Hà, xây nhà máy xe điện. Nhưng sau nhiều lần trì hoãn, hai bên hiện đang có à, đang tìm kiếm một thời gian phù hợp để bắt đầu dự án. Ông Tùng cho biết chính phủ Việt Nam thông báo dự án đầu tư của BYD vào tháng 5 năm ngoái khi ông Chang Chuang Fu, chủ tịch BYD đến thăm Việt Nam. Tuy nhiên, thông báo không cho biết cụ thể thời gian khởi công và mức vốn đầu tư. BYD hiện đang xây dựng nhà máy xe điện ở Thái Lan và có kế hoạch xây dựng nhà máy xe điện ở Indonesia hãng đã bán được hơn 3 triệu xe điện trên toàn cầu vào năm ngoái. Một vụ lừa đảo tại Việt Nam chiếm đoạt gần 1.000 lượng vàng. Ngày 28 tháng 3, công an của tỉnh Vĩnh Long cho biết rằng họ đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can cũng như bắt tạm giam đối với một người có tên là Huỳnh Thắng, 29 tuổi, cư ngụ tại Đồng Tháp để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ tháng 2 cho tới tháng 11 năm 2023, Huỳnh Thắng đã đưa ra nhiều thông tin gian dối đó là công ty của anh ta được phép xuất cảng vàng ra nước ngoài. Do đó, anh ta tuyển thợ gia công vàng bạc nữ trang 18 kara với điều kiện là công ty của Huỳnh Thắng sẽ giữ lại 30% số vàng trên tổng số vàng mà các người thợ giao cho. Người này cũng cam kết sẽ hoàn lại cho các thợ vàng trong thời gian là một tháng. Sau đó, Huỳnh Thắng đã chỉ thị cho các nhân viên nấu lại toàn bộ số vàng của 15 người thợ để đúc thành vàng khối. Tổng số lượng gần 987 lượng vàng 18 cara tương đương số tiền hơn 1 triệu 400 ngàn Mỹ Kim của các thợ ở các tỉnh như là Tiền Giang, Long An và Bến Tre để chiếm đoạt sử dụng cá nhân. Vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói trên đang được giới chức của Việt Nam điều tra. Ngăn chặn hai nghi can Trung Quốc đưa 21 người Việt xuất cảnh trái phép vào ngày 28 tháng 3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cho biết đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi tổ chức môi giới người xuất cảnh trái phép. Trước đó vào ngày 23 tháng 3, lực lượng phối hợp của các đơn vị biên phòng và công an tỉnh Quảng Trị đã bắt quả tang hai nghi can quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào. 21 người này gồm có 20 người dân tộc Mông và một người Tày. Các nghi can người Trung Quốc gồm có Zhu mươi 47 tuổi, và Liu Phan Quang, 36 tuổi, cùng chú tại thị trấn Điền Phùng, huyện Phú Ninh, khu tự trị dân tộc Choang Miêu, Văn Sơn, tỉnh Vân Nam. Tại cơ quan hữu trách nghi can Yu Nguyên khai nhận, do có nhu cầu tuyển dụng lao động trồng và chăm sóc cây, lấy gỗ nguyên liệu cho một công ty Trung Quốc, có chi nhánh tại Lào nên đã móc nối với ông Hờ Cha Thọ quê ở Hàn Giang. Tìm kiếm người đưa sang Lào làm việc, mọi chi phí đều do ông Nang sắp xếp, chi trả và sẽ trừ vào lương lao động của từng người. Tuy nhiên khi các nghi can đưa người đến khu vực cửa khẩu quốc tế Lao Bảo để xuất cảnh sang Lào thì đã bị cơ quan hữu trách phát hiện. Sự việc đang được các cơ quan hữu trách điều tra mở rộng hơn. Tổng số vốn FDI vào Việt Nam trong 3 tháng đầu năm nay đã tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm trước. Theo số liệu vừa được cơ quan đầu tư nước ngoài của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam công bố, tới đến ngày 20 tháng 3 vừa qua, tổng số vốn cấp mới và vốn điều chỉnh và việc góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của các nhà đầu tư nước ngoài đạt được hơn 6.170 triệu USD, tức là tăng 13.4% so với cùng kỳ năm 2023 trong đó có 644 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn đạt được hơn là 4 tỷ 770 triệu Mỹ Kim, tức là tăng 23.4% về số dự án và tăng 57.9% về số vốn so với cùng kỳ năm ngoái bên cạnh đó thì có 248 dự án điều chỉnh vốn đầu tư với tổng số vốn tăng thêm đạt được 934.6 triệu Mỹ kim, tức là tăng 6% về số dự án và giảm 22.6% về số vốn do so với cùng kỳ năm ngoái. Cũng theo cơ quan đầu tư nước ngoài thì trong tháng 3 họ ghi nhận số vốn đầu tư điều chỉnh của các dự án hiện hữu cũng như giá trị các vụ giao dịch góp vốn, mua cổ phần cao hơn trong các tháng 1 và tháng 2 năm nay. Số dự án đầu tư mới cũng nhiều hơn nhưng quy mô dự án mới thì nhỏ hơn do không có nhiều dự án lớn, cho nên tổng số vốn đầu tư trong 3 tháng dù vẫn tăng 13.4% so với cùng kỳ năm ngoái, thế nhưng mức tăng giảm 25.2% so với 2 tháng của đầu năm nay. Bộ thương mại Hoa Kỳ vừa công bố thuế chống trợ cấp sơ bộ với tôm Việt Nam, Ấn Độ và Ecuador, còn Indonesia nhận được quyết định sơ bộ không có trợ cấp. Thông tin trên được Hiệp hội Chế biến và Xuất cảng Thủy sản Việt Nam viết tắt là VASEP thông tin vào chiều ngày 27 tháng 3. Theo đó, Bộ Thương mại Hoa Kỳ công bố Ấn Độ, Ecuador và Việt Nam, ba trong số bốn nguồn cung tôm nuôi lớn nhất của Hoa Kỳ, có thể sẽ buộc phải trả thuế chống trợ cấp sơ bộ, giao động từ dưới 2% đến tối đa là 196%. Thuế xuất sơ bộ có hiệu lực sau khi DOC công bố lên công báo liên bang, dự kiến trong vài ngày tới. Ngay sau khi quyết định sơ bộ của DOC được công bố chính thức, các nhà nhập cảng tôm từ các công ty từ Ecuador, Ấn Độ và Việt Nam phải chịu thuế sơ bộ. Thuế sẽ được hoàn lại nếu các nhà điều tra xác định rằng các nước này không vi phạm cung cấp trợ cấp bất hợp pháp hoặc nếu hàng nhập khẩu được trợ cấp không gây tổn hại cho ngành tôm ở Hoa Kỳ. Tỷ lệ đàn ông tại Việt Nam lấy vợ nhập tịch Nam Hàn gia tăng bất ngờ. Theo số liệu mới nhất từ cơ quan thống kê Nam Hàn, thì số lượng các cuộc hôn nhân đa văn hóa và đã tăng 18,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tổng số các cuộc hôn nhân ở Nam Hàn vào năm 2023 thì hôn nhân có yếu tố nước ngoài chiếm 10.2%. Trước đây tại Nam Hàn, phụ nữ Việt Nam chiếm tỷ lệ nhiều nhất trong tổng số các cuộc hôn nhân của nam giới Nam Hàn với các cô dâu nước ngoài chiếm tới 33.5%. Tiếp đó là Trung cộng 18%, Thái Lan là 14%. Nhiều phụ nữ Việt Nam sau khi kết hôn với những người chồng Nam Hàn đã chọn gia nhập quốc tịch của Nam Hàn. Ở chiều hướng khác thì một số phụ nữ của Nam Hàn lại đi làm dâu tại Hoa Kỳ cũng chiếm tỷ lệ cao nhất trong số các cuộc hôn nhân có yếu tố nước ngoài tại đây, lên tới gần 28%, tức là cao hơn so với số lượng cô dâu của Trung Cộng 18% và những cô dâu đến từ Việt Nam là 16%. Điểm đáng lưu ý là Mặc dù chỉ xếp hàng thứ ba, thế nhưng số lượng đàn ông Việt Nam lấy vợ và gia nhập quốc tịch Nam Hàn lại tăng bất ngờ với hơn 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Các giới chức của cơ quan thống kê Nam Hàn cho hay, tỷ lệ này là do càng ngày càng có nhiều phụ nữ Việt Nam kết hôn với những người chồng Nam Hàn để gia nhập quốc tịch của Nam Hàn. Sau khi ly hôn với những người đàn ông Nam Hàn, thì các phụ nữ Việt Nam đó lại tái hôn với những người đàn ông Việt Nam. Hãng thông tấn Yonhap của Nam Hàn cho rằng, sự gia tăng đáng kể các phụ nữ Việt Nam gia nhập quốc tịch Nam Hàn thông qua kết hôn, sau đó tái hôn với những người đàn ông Việt Nam làm dấy lên mối lo ngại cho rằng một số phụ nữ kết hôn với đàn ông Nam Hàn chỉ vì quốc tịch mà thôi. Nhà hàng ở Sài Gòn có chăm tiếp viên bán xăm cho khách nước ngoài. Vào ngày 28 tháng 3, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Sài Gòn đã bắt Đặng Thành Giỏi, 28 tuổi và Trần Thị Trúc Ly, quản lý nhà hàng Crystal ở Sài Gòn về hành vi môi giới mại dâm. Nhà hàng Crystal trên đường Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, hoạt động từ trưa đến dạng sáng hôm sau, khách đến chủ yếu là người nước ngoài, phần lớn là Nam Hàn và Trung Quốc. Doanh thu mỗi ngày của nhà hàng là 12.100 đến 20.100 Mỹ Kim, ước tính mỗi tháng khoảng 403.500 Mỹ Kim. Ly và Giỏi là người quản lý điều hành mọi hoạt động, được hưởng từ 10 đến 15% trên hóa đơn khách trà. Cảnh sát xác định để thu hút khách, tăng doanh thu, các quản lý cho tiếp viên múa thoát y, mua ma túy về cùng sử dụng. Nếu họ có nhu cầu vui vẻ, với các cô sẽ dưa đến khách sạn phục vụ. Giá bán dâm được Trúc và Giỏi quy định là 5 triệu đồng mỗi lần, qua đêm là 8 triệu. Chi cho cò ít nhất là 1 triệu. Ngoài ra các quản lý nhà hàng cũng tuyển nhiều năm tiếp viên trẻ đẹp, múa thoát y, kích dục, bán dâm cho khách nữ. Vào ngày 21 tháng 3, Công an quận 7 kiểm tra hành chính hai khách sạn tại phường Tân Phong bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang mua bán dâm. Những người đàn ông quốc tịch Nam Hàn cho biết đến nhà hàng Cristo chơi và được giới thiệu mua dâm các tiếp viên. Trong đó, Trần Thu Ngân, 55 tuổi và Phan Thị Cẩm Viên, 27 tuổi đã bị phát hiện tàng trữ ma túy đá. Ngay sau đó, một tổ trinh sát phối hợp công an quận nhất ập vào kiểm tra nhà hàng Cristo, phát hiện rất đông tiếp viên nam nữ xếp hàng chờ đến lượt tiếp khách. Cơ quan điều tra cũng đang mở rộng vụ án nói trên. Thưa quý vị, sau đây là phần tin địa phương. Có 6 người bị bắt giữ, trong đó có 3 người đàn ông Việt Nam trong vụ tấn công bằng vũ khí ở thành phố Sa Jose. Có 6 người, gồm 3 người đàn ông gốc Việt đến từ khu vực Little Sài Gòn, miền Nam California, vừa bị bắt giữ vì đã tấn công bằng vũ khí sát thương hồi tháng 10 năm ngoái ở Sa Jose. Cảnh sát cho hay, vào khoảng 11 giờ tối của ngày 18 tháng 10 năm 2023, cảnh sát nhìn thấy một người đàn ông bị thương tại khu phố 2300 đường Sender do bị nhiều nghi can tấn công. Điều tra viên của Sở Cảnh sát San Jose xác định rằng vụ tấn công dính lứa tới băng đảng và nhận diện được 6 nghi can. Đến ngày 20 tháng 3 vừa qua, thì Sở Cảnh sát Sa Jose cùng với một số Sở Cảnh sát khác bắt giữ 6 nghi can và khám xét nhà của họ. Chỉ có một nghi can trong số đó có tên là Christian Sung, 31 tuổi, là cư dân của thành phố San Jose, miền Bắc California. Còn 5 nghi can còn lại là cư dân của miền Nam California thuộc khu vực Little Sài Gòn, bao gồm Francisco Ocampo, 34 tuổi, cư dân của thành phố Garnro, Brandon Un, 28 tuổi, là cư dân của thành phố Westminster, Anthony Nguyễn, 31 tuổi, là cư dân của thành phố Garnro, Bảo Nguyễn, 31 tuổi, là cư dân của thành phố Gajanro, và Trí Nguyễn, 38 tuổi, cũng là cư dân của thành phố Gajanro. Trong lúc khám xét nhà của các nghi can nói trên, các điều tra viên tịch thu được một khẩu súng trường, 15 khẩu súng lục, hơn 50 pounds ma túy, hơn 80.000 mỹ kim tiền mặt và nhiều thứ khác. Nghi can Christian Sung đã bị sở cảnh sát của thành phố Sao Jose bắt giữ ở Sao Jose và đang bị giam giữ ở nhà tù quận hạt Santa Clara còn nghi can Ancampo và Anthony thì bị cơ quan điều tra HSI của Bộ Nội An Hoa Kỳ bắt giữ ở thành phố Gannero. Riêng nghi can Un bị Sở Cảnh sát Westminster bắt giữ ở thành phố Westminster. Nghi can có tên là Bảo bị Sở Cảnh sát của Gannero bắt giữ tại thành phố Gannero. Cả bốn người này hiện đang bị giam ở nhà tù quận Cam. Nghi can Trí thì bị sợ cảnh sát Huntington bắt giữ trong cuộc điều tra khác và đang bị câu lưu. UCI Health mua 4 bệnh viện cộng đồng Nam California. Giới chức UCI Health vào ngày thứ Tư 27 tháng 3 loan bố đã mua 4 bệnh viện cộng đồng ở Orange County và Los Angeles County. Theo City News Service, 4 bệnh viện đó là Fountain Valley Regional Hospital, Lakewood Regional Medical Center, Los Alamitos Medical Center và Placentia Linda Hospital, tất cả từng thuộc Tenet Healthcare Corporation. Ông Howard Gilman, viện trưởng UCI cho hay, đây là ngày lịch sử cho UCI, California và nơi khác. Chúng ta mừng UCI Health đã trở thành nhà lãnh đạo trong việc kết hợp hệ thống y tế hàn lâm với hệ thống y tế cộng đồng để giải quyết những khó khăn về chăm sóc sức khỏe. Ông Chad LaFerris là chủ tịch kiêm tổng giám đốc UCI Health, lưu ý bệnh nhân những bệnh viện và văn phòng ngoại trú thuộc Tenet trước đây sẽ tiếp tục được khám chữa bệnh như bình thường. Bốn bệnh viện đó sẽ cung cấp thêm 858 giường cho bệnh viện UCI Medical Center ở Orange, hiện có tổng cộng 459 giường. Sau khi UCI Health mua bốn bệnh viện đó, sẽ có thêm nhiều bệnh nhân được điều trị bằng kỹ thuật tối tân. Sau đây là bản tin cuối. Nhiều quán bò được yêu cầu phải cung cấp các bộ dụng cụ xét nghiệm thuốc từ tháng 7 năm nay. Trong một thông cáo báo chí thì cơ quan kiểm soát đồ uống có chất cồn của California vừa công bố dự luật quốc hội mang số 1013 có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 sắp tới đây. Luật mới yêu cầu các cơ sở có giấy phép mang số hiệu 48 là loại giấy phổ biến nhất của các quán bar và các hộp đêm phải cung cấp các bộ dụng cụ có khả năng kiểm tra chất kích thích trong đồ uống. Giấy phép rượu loại mang ký số 48 được cấp phát cho các cơ sở phục vụ bia rượu vang và rượu chân cất để bán cho khách hàng. Luật này được tạo ra trong những cố gắng để bảo vệ cho khách hàng khỏi bị đánh thuốc mê khi đi chơi đêm. Theo yêu cầu của luật này, thì những cơ sở kinh doanh đó trưng bày biển báo để mọi người biết về tình trạng sẵn có của bộ dụng cụ xét nghiệm nói trên. ABC đã liệt kê một biển báo mẫu trên trang web của mình để nội dung đừng để bị đánh thuốc. Bộ dụng cụ khẩn kiểm tra thuốc kích thích có sẵn ở đây, hãy hỏi nhân viên để biết chi tiết. Biển hiệu phải được dán ở vị trí nổi bật trong các quán bar này. Và vẫn theo ABC thì luật này sẽ tác động tới khoảng 2.400 cơ sở kinh doanh trên khắp tiểu bang California. Kính thưa quý vị, vừa rồi là chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5 qua sự trình bày của Hương Thơ và Đức Vượng. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem lại các chương trình của Sài Gòn TV trên Vietchannels app trên YouTube hoặc trên Facebook ở địa chỉ Sài Gòn TV 57.5. Đức Vượng và Hưng Thơ xin cảm ơn sự theo dõi quý vị và xin kính chúc quý vị những giây phút còn lại trong ngày thật an lành. Xin kính chào, tạm biệt.